ngày mai là Valentine, vậy mà chẳng có một ai tặng quà, không lẽ mình sẽ ế tới già. Cầu mong Valentine năm sau sẽ có người yêu thật là đẹp trai. Các bạn ơi, ốc ế quá. Từ Valentine năm ngoái đến tận Valentine năm nay mình vẫn chả có người yêu. Ôi trời ơi, chán quá. Chán quá đi. 1.000 một quả trứng rán, 2.000 hai quả trứng rán, 1.000. Nhưng mà ăn tới hai quả trứng rán chứng tỏ là mình sẽ bị ngán đó các bạn ạ. Nên thôi anh sẽ tặng các bạn lại một quả trứng rán này. Mời các bạn ăn trứng rán nha. Rồi các bạn ơi, đừng quên like video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh Hoàng Anh làm thật nhiều video mới. Này nhá, còn là ta mời các bạn ăn trứng rán chứ không mời mày đâu. Rồi, cất đi. Hôm nào các bạn đến nhà anh chơi, anh tặng các bạn trứng rán nha. Ốc đâu nhỉ? Hôm nay bảo ốc làm video mà chả thấy ốc đâu. À kia 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 kia. Ốc ơi. Ôi dồi ôi, cái gì đấy. Đang tính gọi em này. Ôi dồi ôi, cái đồ đầu cắt moi. À đâu, đồ anh đâu có cắt moi nhỉ các bạn nhỉ. Anh là hot boy chứ không phải đầu cắt moi nhỉ ông nha. Trời ơi, giật cả mình. Anh đến đây làm gì? Hôm nay em đang buồn ấy. Buồn ư? Vì sao ốc buồn? Anh sẽ trở thành ốc bụt nhá. Nào. Ốc ơi, vì sao con buồn? Tại vì con không có người yêu nên Valentine này con chẳng có ai tặng cho sô-cô-la. À thế à, đúng rồi, còn gì nữa, con xấu thế thì ai mà yêu. Này, ông ơi, xin lỗi em. Ai xấu? À, ông đẹp nhất trần đời được chưa? Đấy các bạn ơi, chiều ông tí, ông đấm anh tí thâm mắt các bạn ạ. Làm video thấy một mắt đen đen các bạn, bảo anh Hoành thâm mắt, bị ốc đấm thâm mắt. Anh cứ ở đấy mà chê em, anh cũng ế còn gì. Em chả biết gì cả. Ế là một xu thế của những người tử tế. Thôi, ế thì bảo là ế đi. Kệ anh, bây giờ anh đi kiếm người yêu, đầy người yêu anh nhỉ các bạn nhỉ. Có bạn nào yêu anh thì bấm nút like cho anh nhá. Được rồi, ông ơi. Thôi, vấn đề yêu đương gì giờ này, chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà đấy. Lo tiêu diệt quái vật đi. Người yêu thì chẳng có quái vật, nó đến nó đánh cho chết nhăn răng. Quái vật đây này, quái vật là Moondrop và Sundrop. Ôi, mấy hôm trước làm video về nó, hôm nay nó tấn công cái nhà tụi mình luôn hả ông? Chết rồi, có phải là anh nói bậy gì về chúng nó không? Anh dìm hàng chúng nó không? Anh chỉ bảo chúng nó là mấy cái con quái vật ngu đần, chập mạch thần kinh như mình, phải đinh, anh có làm gì nó đâu. Trời ơi, thế bảo sao mà nó không tấn công nhà, hôm nay nó sẽ đến kết liễu anh tại đây, tại Minecraft luôn. À, dám đòi kết liễu anh Minh Cứu Thành à? Tuổi nha, anh bây giờ anh vào cái đường lấy vũ khí luôn. Tí chúng mày đến đây, một mình anh chấp hết. Ủa mà anh ơi, mình có đánh hai con này một lúc không? Hay là buổi sáng mình đánh một con, buổi tối mình đánh một con nhỉ? Không biết được, nhưng mà thôi kệ đi. Tí nó đến, cho dù nó xuất hiện hai nhân cách, hai nhân vật thì anh cũng tiêu diệt nó ngay. Chấp luôn, chấp một mắt luôn. À thôi, phải mở hai mắt mới nhìn rõ, chấp một mắt, nhìn một mắt khó nhìn lắm các bạn. Thôi, anh mặc bộ quần áo giáp ngày hôm nay vào. Ui các bạn ơi, trông anh như cái con gì nhỉ? Trông anh trở thành quái vật thì đúng hơn ấy. Ui, em biết anh là con gì rồi, con rán. Ờ, con rán cái đầu em ấy. Đấy, mày bỏ cái đề ra các bạn đấy. Che hết cả mặt vẻ đẹp trai ngất ngây con gà tây của anh này. Hot boy phải lộ mặt đi đúng không các bạn? Rồi, ốc xem nào. Ôi rồi, ốc là đồ con heo. Tại sao lại thế nhỉ? Vì em ăn lắm như heo nên người ta cho em cái đầu con heo để chứng minh em đúng là đồ con heo. Ha ha. Em trả đội nữa. Thế thì em không có đồ gì. Ui, ốc cùi bóc các bạn ạ. Đấy, người ta bảo ốc béo như heo lại còn gà nữa, không cho đồ. Thích không? Có thích bảo em không có đồ không? Em có súng đấy nhá. Thôi thôi, anh không thích nữa. Đấy các bạn, chứ ốc tí ốc toàn đánh với cả bác súng rồi bắn anh thôi. Đồng đội gì mà toàn tiêu diệt nhau. Thế tí quái vật nó đến đây, em đi tiêu diệt một mình ốc nhá. Đây nè, em còn có cả cung mũi lao nè. Cung mũi lao là cái gì? Em đúng là đứa táo lao. Đại giáo nhầm. Đấy, chịu luôn này. Xem anh ngầu này, này. Xem đây, anh có súng ngắm nhá. Súng bắn tỉa nhá, anh là xạ thủ đầu. Đầu gì nhỉ? Chạy mũ. Chạy mũ cái đầu em ấy. Xạ thủ, ngồi trên ngọn đu đủ. Ờ, ngồi trên ngọn đu đủ, bắn cái gì? Bắn những kẻ xấu. À ờ, đúng. Thế anh chỉ có mỗi súng thôi à? Em còn có cả giáo và kiếm này. Kiếm à? Ui, ông có thanh kiếm gì mà để được kết hợp từ gỗ này, sắt này, đá này, kim cương này, cả vàng nữa. Anh à, anh có cây này là cây gì nhỉ? Cây quyền trượng sức mạnh.
anh là chiến binh ngầu nhất hành tinh. Wow. Ngoài ra anh còn có quả lựu đạn. Quả lựu đạn em cũng có. Thế anh hết đồ rồi à? Xem lại rồi. À đây đây. Trời ơi, tí quên một cái vũ khí quan trọng siêu to khổng lồ trông khá là điên rồ. Cái này là cái gì nhỉ ông nhỉ? Cái này đập vào đầu em có tụt IQ trở thành đứa ngu siêu nhỉ ông nhỉ? Wow, cái này như kiểu một cái búa hay là một cái chùy. Anh cũng không biết đó là cái gì. Các bạn biết đó là cái gì mình lại ở dưới video nhé. Trời ơi, hình như nó còn có con mắt hay cái gì ở giữa này. Ui, ngầu được cái là ngầu đen đen được các bạn. Thôi, nó phát nhạc đây. Vũ khí gì mà lại phát nhạc? Trời ơi, Bê Quỳ Thành đúng là làm màu. Hôm nay em chả có đồ gì, chán thật. Anh cũng chả có đồ gì. Thôi, anh có mỗi hai quả trứng rán này, cho em một quả này. Đang tính bảo mời các bạn thì hôm sau các bạn đến nhà anh tặng các bạn quả trứng rán khác. Đấy, cho ốc ăn trứng rán, cho ốc bớt chán. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy Lucky Block đập kiếm đi đồ đi ốc ơi. Nó chả được cái gì cả. Lấy nhanh lên. Được cái đồ gì, các bạn lại bảo anh Bê Quỳ Thành và chị ốc nghèo rớt mùng tơi. Các bạn không thèm chơi thì đúng là buồn như con chuồn chuồn luôn. Ông ơi, em đâu rồi? Em trốn rồi. Ông ơi, em ở đâu rồi? À ha. Thích trốn đâu, anh có món quà tặng em. Trốn này. Con gì đây? Một con sâu, không đùa được đâu, rất là dài luôn. Anh thích đánh em bằng con sâu à? Không, 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 anh không thích đánh nữa, thôi, thôi. Đấy, chưa gì lại vác súng bắn anh rồi, trêu em một tí rồi, ai mượn em chơi trốn. Trốn thế ai mà tìm được, thôi để ý bãi đặt hết Lucky Block đây, để hai đứa cùng đập nhá. Năng chiêu lung linh muôn hoa vàng, mình vui quá các bạn ơi. Ốc, đập đi ốc ơi. Anh đập trước đi. Ok, con dê, đập Lucky Block. Bia Bê Quỳ Thành cú tia phô mai quê. Được cái nịt. Được kim cương đấy, cái nịt cái đầu em đây này không? Đại gia kim cương trông thật là dễ thương. Ok, mình xin. Trời đến mức kim cương cho ốc nhỉ? Thôi ốc đập đi xem được cái gì nào. Ôi được toàn gà. Chứng tỏ ốc là đồ con gà. Em đúng là gà củi bắp. Thế mà đòi chơi game. Xem anh đây này, anh chỉ làm một lần đấy. Ôi dồi ôi, cái đồ này em thèm vào. Đúng là đồ củi bắp. Cứ tưởng đồ xịn các bạn đợi. Xem anh đập được cái gì nào. Ốc đập được một miếng thịt thối, chứng tỏ ốc là đồ thối. Anh đập đi, anh sẽ được miếng thịt thối thôi. Anh được một lọ thuốc siêu sức mạnh đây này, em chả biết cái gì cả. Anh uống đi. Đừng có đùa, anh uống và anh tàn hình luôn ấy. Không phải thuốc siêu mạnh à, sao tối om lại ha. À, uống độc rồi. Không di chuyển nữa. Ôi, phê. Cứu anh với ông ơi, tôi không chẳng thấy gì cả. Ông ơi, anh bảo em cứu anh chứ không phải bảo giết anh. Cái đồ ốc xấu xấu là còn đầu gấu ghê nha. Anh có làm gì em đâu, anh bảo cứu em. À, anh bảo cứu anh, sao em lại dùng kiếm chém chết anh hả? Thì như thế là anh được cứu rồi còn gì, anh có bị đen nữa đâu. Tôi năm nay hơn 2 năm tuổi, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Ôi, em đập đi xem được cái gì. Wow, một bộ quần áo lưới. Mặc vào. Ok. Trông em như con cào cào. Wow. Rất nhiều Lucky Block. Wow, Bê Quỳ Thành đã được đồ may mắn. Yeah, đỉnh luôn các bạn. Sao chém con gà không được. À đây được rồi. Thanh kiếm may mắn siêu ngầu như ba bầu. Đây được rồi, xem anh đây đây. Anh còn có lọ thuốc may mắn luôn ốc ạ. Ốc tuổi gì sánh vai. Ok phai. Anh đi đập váy em cái gì. Ô nhiễm môi trường quá ông ơi. Thuốc may mắn gì mà đen đủi đấy nhở các bạn nhở. Anh ôi. Hai đứa bay tít mù luôn các bạn. Ôi. Ông chết nhân răng luôn các bạn. Mình đã trả thù được rồi. Quả lúc nãy dám dùng kiếm chém chết mình à. Ủa khói trắng. Ở đây xương khói mờ như ảnh các bạn. Anh sẽ biết tay em. Thôi anh không biết tay em đâu. Cho anh một quả lựu đạn vào mồm. Ôi rồi. Đấy, nhiều giáp chưa đấy ông này. Em chưa có giáp lấy đi. À, được rồi nha, một quả lựu đạn nha. Em sẽ đập Lucky Block.
đảm bảo ốc sẽ trở thành kẻ ngốc các bạn. Rồi được cái đèn. Xem đi này, ủa được ông dân làng, hero dân làng luôn, siêu anh hùng dân làng luôn. Đèn đèn đèn. Được cái được cái cuốc, về nhà mà đi làm ruộng đi, đói làm chiến binh ngầu nhất hành tinh. Em đúng là đồ như cái con tinh tinh ấy. Anh đập đi. Con là bài tin lên trời kìa, xịt khói các bạn. Ủa rồi, thế thì mình không được nhiều đồ nhỉ? Mình được mỗi thanh kiếm may mắn này, với cái cây cung may mắn ấy. Ốc còn chả được cái gì các bạn ạ. À, thôi 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 thôi, không chê em nữa. Bà khịa không? Không. Bà khịa cho một phát vào mồm bây giờ. Không. Trời, sinh bản tính cà khịa trêu tí thôi mà, làm gì mà căng. Thôi đi vào nhà đi ông ơi. Đóng cửa lại các bạn ơi. Chúng ta sẽ ở trong nhà đợi cái con, cái gì nhỉ, Thunder Rope và Moonder Rope đến đây. Anh sẽ đập cho nó biết thế nào là lễ độ. Gặp ngay trước cán bộ Bê Quy Thành. Cái gì? Trước đấy em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Lễ độ này. Xin vĩnh biệt. Sao mà anh Bê Quy Thành cũng chưa spawn lại nhỉ? Hay để mình teleport sang cho anh Bê Quy Thành nhé các bạn. Ơ, anh Bê Quy Thành làm gì đấy? Ờ, ông ơi, tự nhiên anh bị dịch chuyển đến đây. Để im, ở đây có nhiều đồ quá, để anh lấy đã. Ồ, đồ gì đấy? Anh lấy hết rồi, các bạn ơi, tự nhiên ông giết anh, sao anh bay đến cái thế giới này không hiểu kiểu gì. Ờ, sao em lại teleport vào vị trí của anh, thế là lại đến đây cũng không hiểu kiểu gì. Em teleport theo anh làm gì? Em đúng là đồ hãm hại anh. Tự nhiên tiêu diệt anh là đồng đội của em cơ mà. Thế thì không biết là chúng mình có cần phải tiêu diệt quái vật nữa không nhỉ? Hay là mình cứ đi chơi đi nhỉ? Kho báu, ở đây có rất nhiều bờ lốc khối, có kim cương này. Từ từ ốc ơi, cẩn thận. Khối kim cương bình thường nó phải ở sâu dưới lòng đất đúng không các bạn? Ừ, anh đúng là điêu. Chắc ở đây là có người gửi tặng quà cho mình, hay là tặng quà Valentine cho em đấy. Thế để từ từ đã, anh dùng TNT phá nổ cho em ra xem. Biết đâu con quái vật lại trốn ở trong đây. Thật thì đúng là khóc tiếng má đấy ốc ạ. Rồi cháy ra. Nổ đi. Ôi ôi, nó thật kìa. Anh bảo rồi, ốc không tin à. Ui. Dạ. Ui, hai con luôn. Cứu tôi với. Ui rồi ốc ơi, tele lại đây. Cứu các bạn ơi. Mày, chúng mày. Dạ. Dạ. Chúng mày cứ đánh Bê Quy Thành đi. À. Tao đừng để ý đến tao. À, các bạn ơi, nó mạnh quá. Dạ. Giết nó đi. Chúng bay à. Yeah. Ui ôi. Giết. À. Ôi đánh lộn à. Đúng kiểu đánh lộn các bạn. Hai con à. Một mình anh chấp hết. Ây à. Thôi. Wow, okay, anh giết được con Thunder Rope rồi. À, còn cái con Thunder Rope này nó còn đứng vêu mồm cắn anh này. Ông này, xem nào. Vêu mồm này. Wow. Ông đã tiêu diệt được Thunder Rope. Vậy là tụi mình đã tiêu diệt được hai cái con gọi là Thunder Rope và Thunder Rope. Thực ra nó là một nhân vật, nhưng mà sau này hai nhân cách của nó tách ra trở thành hai nhân vật các bạn ạ. Trời, không biết trong kia có kho báu không nhỉ? Thôi không cần biết, nhưng mà dù sao chúng ta đã tiêu diệt được cái con Thunder Rope và Thunder Rope rồi. Ờ, Sunny Rope và Thunder Rope tuổi gì sánh vai với cái mình, đúng không? Ờ, mấy khối kim cương ở đây đâu? Ờ, bay đâu hết rồi. Trời ơi, các bạn ơi, hóa ra là nó lừa mình các bạn ạ. May là quả đấy không dùng cúp mà đào khối kim cương, nó lao nó cắn chết luôn ấy. Ờ, anh Bình Thành đúng là thông minh, dẫn phải đinh. Nhiều máu này, chỗ này nhiều máu, thông minh lắm. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay, anh Bình Thành và chị Ốc đã làm xong nhiệm vụ, đó là tiêu diệt cái con Thunder Rope và Moon Rope trong Minecraft. Thực ra rất là dễ dàng vì anh võ công cao cường. Ok, goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like video và đăng ký kênh nhá. Yêu các bạn. Yeah.